Theo ngân hàng, mức lãi suất được tính toán kỹ lưỡng trong quá trình xây dựng. Dự thảo nghị định cũng được lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan và người dân để hoàn thiện, thẩm định trước khi trình chính phủ ban hành theo quy định. Tuy nhiên, đại diện của nhiều hiệp hội liên quan đến bất động sản lại cho rằng, việc tăng trên là chưa phù hợp với bản chất của khoản vay nhà ở xã hội. Mức lãi suất 6,6% không chỉ tăng 1,37 lần với trước đây mà còn cao hơn lãi suất vay 5% của gói 30.000 tỷ đồng. Trước những ý kiến đa chiều, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ tiếp thu các đóng góp để báo cáo các bộ, ngành liên quan, từ đó báo cáo trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.